Tên là Hoàng Tuấn Khôi, con học lớp 3E, con học ở trường Trần Quốc Toản ạ. Rồi, tốt rồi. Đây là chương trình của con Mê Cung ạ. Sau khi đi thì nó sẽ có nhạc ạ. Mình phải đi được, nếu mà mình không ăn hết số quả trong ngày thì mình sẽ không thể đi qua được hàng màn này, nên là nên thấy mình phải ăn hết số quả ở trong ngày thì mình mới có thể đi qua được. Con giới thiệu thêm vào đi cho nó sinh động hơn. Thầy dạ. Thầy thấy Mê Cung của con đang hay đấy. Con là nó kín lỗi ạ. Con kia con nó bị lỗi này, nó không thể ăn được ạ. Anh thôi à, nào cái phần kia con là nó đang bị lỗi này, nó không thể ăn được. Ừ. Thế Lúc giờ đầu là nếu mà 5 giây trôi qua là nó sẽ biến mất, nhưng mà lúc này nó không biến được ấy. rồi, con giới thiệu cái lỗi của nó. Rồi nếu mà chạm lá cờ thì sao? Nếu chạm lá cờ này là mình sẽ thắng, Rồi con nhấc nhân vật cho nó thắng luôn nhưng nhân mà mình phải nhận được chìa khóa mình mới đi được, chứ mình đi vào lá cờ này không có kết quả gì hết, mình phải nhận được chìa khóa cơ. Đấy, kỳ của con này. nên màn hình tối con giới thiệu thêm đi. Thì mới cùng ngon tối om đây này thì đi kiểu gì biết làm sao đường mà đi. Có đèn ạ, à, bóng Có sáng đèn à? Thế đèn này giữa cái người con cái thôi. hảo quan, Ừ. Đây cái mà. hảo quan là con làm, là con làm ở cái chỗ vào trang phục, là con mà trang phục xong là con cho vào đây, xong con cho vào vào cái bóng này, con sẽ đổi màu như kiểu là con sẽ cho màu trắng, màu đen đổi sang màu trắng. Thế bạn đang nói giới thiệu cái chìa khóa à? Con đang ví dụ ạ. Ví dụ về cái gì ạ? Giới thiệu cho lớp mình. Ví dụ như kiểu con cho vào con này là nó sẽ có, mình phải cho được, chính là mình đi vào trong này, mình đi vào đây là mình chuyển, mình cho cái này thành màu đen, nghĩa là bóng bóng tối sẽ thành bóng sáng, chuyển màu đen thành đổi màu sang, đổi màu ở đây nó là màu trắng đổi màu cho nhau thì nó sẽ có một bóng sáng này. Còn đây để chơi cho vui thì con đặt thời gian thành 120 giây, nếu mà đi trước, nếu mà tham chưa đến, chưa chạm không và chạm được được cái flag VN này thì mình qua được, mà còn nếu mà còn nếu không đi qua được mà thời gian thành không thì mình sẽ biến thành game over. Đây là mình phải cho hết thời gian thì mình mới làm hết được. Đây con cho, con sẽ cho thành ít thời gian. Con sẽ cho thành ít thời gian để có thể biết được là nó thua. Thì nó sẽ thua, mình phải bấm vào đây để quay lại. Thì nó sẽ bị thua.
Nên là để chơi cho vui thì con cho 120 giây. Nếu mà qua màn kia thì thời gian nó sẽ thành 120 giây. Giống như cũ, mình phải qua được màn đấy thì mình mới thắng. Đây là cản xoay này. Cản xoay này nó sẽ xoay 19 độ. Nó sẽ cố định ở điểm X là âm 196, Y là âm 122. Lúc đầu là nó phải cho hiện để nó hiện. Nó sẽ xoay 19 vòng. Nhưng mà nếu mà con ghi qua quốc kinh này, nó chạm vào cái cản xoay đấy thì nó sẽ bị thua. Đây ạ, nếu đang chạm cản xoay một thì sẽ đi quay lại từ đầu ạ. Còn đây là quả bóng này con cho lệnh này để nó đi lên đi xuống, đặt hướng bằng không để nó chỉ thẳng thôi. Nhưng mà ở bên này thì nếu mà đang chạm vào cái quả bóng đó thì nó sẽ bị thua, nó sẽ quay lại cái điểm như cũ. Còn đây là quả strawberry. Khi phong nền chuyển thành game over 1 thì nó sẽ ẩn đi. Còn nếu mà khi phong nền chuyển thành best job 2 thì nó cũng sẽ ẩn. Để cố định thì con cho đi tới điểm âm 129, y là 3. Còn đây là nếu mà lúc đầu thì hiện, nhưng mà sau đó thì con ghi ra có kinh trạng thì bắt đầu âm thanh chóp với cả thay đổi con một lượng một, xong rồi bị ẩn đi. Đây là quả watermelon, nó vẫn y như quả strawberry lúc nãy con nói. Còn đây là cái mũi tên. Khi bóng vào thì con sẽ cố định nó bằng lệnh đi tới điểm. Lúc đầu con sẽ cho hiện, rồi sau đó con cho cái lệnh liên tục. Nếu score bằng 7 và đang chạm đi qua working thì bắt đầu phát âm thanh bóp, đổi phông Rồi. nền thành bắp rất hai. Cảm Rồi ơn sau đó con Thuận Khôi cho ạ. cái mũi tên ấy ẩn đi. Ừ, Thuận Khôi Đây ơi. là... Thuận Khôi ơi, Đó. như vậy là dự án của con thì thấy của con rất nhiều sáng tạo, rất tốt đấy ạ. Và con đã đầu tư khá nhiều thời gian về cho dự án này đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế bây giờ có một cái chức năng là con giới thiệu cho cả lớp mình cái chức năng nháy nút replay trở lại. Con giới thiệu cho lớp Nhưng mình. con Chức năng. chưa đủ thời gian để lập trình cho cái... Con chỉ bấm vào đây thì nó mới quay lại đây. À thế tốt rồi, như Nhưng vậy mà con cái chuột của con nó đang bị yếu nên là gõ mãi nó vẫn không vào, nó vẫn không có gì thay đổi được. ừ. Thế Cái chức năng mà con nó giới thiệu các bạn cơ bản thôi, bởi vẫn vì thầy thấy chức năng của con, dự án của con khá nhiều cái nâng cao, cái phần cốt nâng cao ấy các bạn. À, con thì muốn hỏi con cái cơ bản đã. Thế chức năng nháy nút replay ấy, khi mà nháy vào nút play mà nó ra được cái phông nền ban đầu thì làm thế nào? Con giới thiệu cái cốt đơn giản con đấy. cho là con cho lệnh khi bấm vào nhân vật này là khi con bấm vào cái nút replay đấy là liên tục đổi phông nền thành best job 1, nghĩa là nó mình bấm bao nhiêu lần và cái nút đấy nó cũng sẽ chuyển thành best job 1. Sau khi biển chuyển thành best job 1 thì nó sẽ ẩn đi, Rồi, tốt rồi, như còn vậy là là khi bấm vào lá cờ nó sẽ ẩn. rất đơn giản đúng không? Ừ, rồi, con hiểu cách cách lập trình đấy là tốt đấy. Thầy thấy con có nhiều cái dùng lệnh về cảm biến đúng không? Trong các nhân vật đều có cảm biến chạm cả. Cái lệnh này mà đúng không? Và có khá nhiều chướng ngại vật đấy ạ. Như vậy độ khó của con cũng cái level đầu của con đã thầy thầy cũng tương đối là khó rồi đấy. Rồi. Còn một cái nữa là thầy rất mong là bạn Tuấn Khôi làm được cái đường đi với bạn sáng tạo là đi đường đường tối om đúng không, và sử dụng cái phần chuyển màu để hiển thị các nhân vật ở đây, nhân vật ghi ra, vật chìa khóa và cái lá cờ đúng không. Nhưng mà cái đường đi thì thấy hơi tối, chắc con phải thuộc thuộc đi theo đường đi, cứ đi nó sáng dần đúng không thì mới 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 thấy được. Nhưng mà ở ở xung quanh cái con ghi ra Bắc Kinh là nó sẽ có một cái bóng sáng để mình có thể đi được Ừ. cái hào quang là mình để mình có thể đi được. Ừ. Đây cái hào quang ở đây, hào Con giới quang này thiệu là nó có thêm. màu trắng, khi nào đi vào bóng tối thì nó mới hiện. Đúng rồi. Thế con có một hào quang bao bao về lấy nhân vật đúng không?
Vâng, con cho À, nó đi tới lớp phía sau cùng để nó không che mất cái con Giga Walking. lại còn đi đến nước sau cùng nữa. Rồi, như vậy là đi thẳng đến nhân vật thì ra Hoa Kinh. Rồi, cái này rất là sáng tạo con ạ. Thầy chưa chưa thấy bạn nào làm được điều này. Chúc mừng con nhé. Vâng ạ. Nhưng mà nếu mà được gặp cái lỗi kiểu của cái chiếc chìa khóa ấy, thì con cố gắng xử lý cái lỗi này để dự án mình hoàn thiện hơn nhé. Ừ, trên trên cái dự án của con đấy, con có tham khảo cái code của nhiều bạn khác không để làm cái trò chơi mê cung này không? Không, À, con tự con nghĩ à hay là đọc sách ở đâu? không đọc sách. À, nhưng mà chắc cũng phải tìm hiểu cái những cái lệnh như là con thầy lấy cả lặp lại cho đến khi về điều khiển cả giờ, đúng không? Các bạn điều khiển cả giờ khoảng 120 giây, tức là 2 phút, thì hết thời gian 2 phút đấy thì chương trình sẽ dừng lại, đúng không? Đấy, bạn có cái lệnh đấy. Tôi hy vọng là con sẽ hoàn thiện dự án và có thể chia sẻ cho mọi người chơi dự án con được hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn phần Vâng chia sẻ của con.